Có bao giờ bạn thấy nước hoa có vàng bên trong chưa? Khi xịt lên da nó cảm thấy óng ánh. Đây là một chai nước hoa Nyx đến từ Pháp và được ra đời năm 2015 và được thành lập bởi ông Jean-Philippe Cormon. Đó chính là Atelier d'Or. Atelier d'Or được dịch sang có nghĩa là một xưởng vàng. Khi mình nhìn thấy tên này, mình sẽ liên tưởng đến một chai Hautelot của nhà Rosa cũng có vàng bên trong, nhưng với Atelier thì lại khác. Với thiết kế trong suốt, nhìn thấy được những mảnh vàng bên trong. Khi xịt ra, chúng ta thấy được những hiệu ứng lấp lánh trên da. Theo mình được biết, vàng tượng trưng cho sức mạnh, ánh sáng mặt trời, năng lượng rực rỡ và sự giàu sang. Và vàng thể hiện cho sự hoàn hảo. Chính vì thế, những tác phẩm của ông thường kết hợp với một số nghệ nhân đường phố, một số nghệ nhân nước hoa để tạo ra một tác phẩm hoàn hảo cho đến ngày hôm nay. Với những mùi hương này, chúng ta có thể sử dụng được 4 mùa trong năm: xuân, hạ, thu, đông. Ngọt ngào có, quyến rũ có, sexy có, mát mẻ có. Tất cả đều hội tụ trong nhà Atelier d'Or.